Không. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 cái tính một cái bắt đầu nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ăn mặn đi. 14 15 có lên được không? 16 lên. Dạ. Thế nào? Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 rồi. 20. Đã hết vui đâu. Vừa nãy là bản khởi động, bây giờ bắt đầu là hạt sắt chính nha. Bắt đầu. 1 2 sau đi. 3 4 5 6 7 8 9 không tính. 10 11 12 13. Bây giờ mới hết rồi. 13 cái hết rồi. 14 15 16 16 17 17 18 bạn từ đây từ lấy thứ hai 18 19 rồi 20 rồi 20 rồi 21 cái rồi 21 22 cái là dùng tay 22 rồi không được. Hai năm rồi. À, tiếp đi không nha. Không tiếp à? Cái thứ hai. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, quên. Mười một, quên à? Mười hai, lấy rồi. Mười hai, lấy rồi nào? Mười ba, quên. Quá ít nhất bằng lần một đi. Mười bốn, hai nữa bằng lần một nào? 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cái nữa 13 cái rồi đấy. Cái 14, cái 14 khó, cái 14 không lên được. Đây, sau dip về giờ full dip 30 cân. 3 set đúng không nhỉ? Vừa đây là 3 set dip đúng không? Đúng rồi. Rồi chuyển sang full 20 cân nhá. Thử xem nào. Khả năng là bao nhiêu? Chắc là tầm 15 cái. Bơi bột chưa? Rồi, bắt đầu. Nghe hiệu lệnh đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đã rồi, 10 không được nhau đâu. Không được nhau đâu. 11 12 2 cái nữa 13 lên 14 vẫn qua, được, được không? Giờ này gần như hết rồi. Giờ gần như hết rồi. 16 lên. Càng hết bao sau rồi. Không được. Càng hết bao sau rồi. 3 sau 3 set đi vào. Bùn thử 20 cân nhá. Mắc nhá, mắc rep nhá. Cố lên. Cố lên nào. Cầm rộng một chút nào. 1 2 xuống sâu là hết hết vai, hết vai, hết vai đi, xuống hết vai. Đấy, đúng rồi, thả vai ra. 3 Thả vai ra nhá. 4
đừng để bị văng đà thì phải xuống đem xuống hãm thôi. 5 6 hết vai. 7 cố lên. 8 đúng rồi. Hết vai nhá. À. Cố lên, 9 rồi vẫn tính lấy cho. Cố lên. Cái nữa, cố lên ạ. À. Tập này khó với lắm. Khó với lắm. Ok ok ok. 1 2 cầm rất rộng. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 giao thông 12 12 13 13 13 14 rất cố, rất cố, rất cố.